Hôm nay tôi muốn học với anh em chị em một cái đoạn kinh thánh trong Thi Thiên 91, là một trong những cái phần mà chúng ta đọc từ trước đến giờ đó. Thi Thiên đoạn 91, cả cái đoạn này đó chúng ta thấy rất là đặc biệt. Thi Thiên đoạn 91 từ câu 1 cho đến câu 16, đó là phần mà chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta để ý, trước khi tôi chia sẻ lời Chúa đó, tôi muốn nói với anh em chị em một cái tin tức này để cho anh em chị em biết những điều gì nó đã xảy đến trên thế giới, nhất là về dịch lệ. Ngày hôm nay chúng ta nghe rất là nhiều tin tức về corona, phải không? Đó, corona. Tôi được thấy một cái hình mà có người gửi cho tôi với lại bên Việt Nam đó. Hình mấy đứa nhỏ nó đi học, rồi cái nó được về sớm. Mẹ hỏi sao được về sớm? Nó hỏi cô cho nghỉ, hỏi cô nào? Nói là corona. Corona cho nghỉ. Đó, ngày hôm nay anh em chị em, cái tình trạng ngày hôm nay, tin tức ngày hôm nay đó, là ở tại Trung Quốc ít nhất 1/3 dân số trong các thành phố bị cô lập. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đó, là khoảng 60 mấy triệu người, còn tất cả những cái nơi khác cũng bị cô lập nữa. Và tất cả những cơ xưởng lớn mà ở những cái vùng đó đều phải đóng cửa. Chúng ta thấy đó là cái tình hình, không phải chỉ có sinh mạng con người bị ảnh hưởng, mà rồi kể cả nền kinh tế của họ và tất cả những gì quan hệ đến nếp sống con người ở những cái nơi đó. Một cái quốc gia hơn 1 tỷ người mà ít nhất 1/3 dân số bị cô lập, tức là cái sự nguy hiểm của nó như thế nào. Trải qua trong lịch sử con người đó, đây là một cái những cái điều mà để cho anh em chị em biết trong quá khứ thôi nha. Năm 1918 nó có một cái cơn dịch được gọi là Spanish Flu. Không phải nó xuất phát từ xứ Tây Ban Nha, không phải như vậy. Nhưng mà tất cả những nước bây giờ đang trong chiến tranh từ năm 1918 cho đến 20. Cho nên những tin tức không được nói nhiều về vấn đề bệnh hoạn, chỉ nói về vấn đề chiến tranh thôi. Nhưng mà Tây Ban Nha nó ở trong hoàn cảnh tự do, không có đến nỗi phải chiến tranh giống như những nước kia. Cho nên nó nói tin tức về bệnh tật xảy ra đấy nên nhiều, rất nhiều, nhất là đặc biệt một vị vua của cái xứ Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng, cho nên sau đó nó trở thành một cái tên người ta gọi là Spanish Flu, chứ không phải nó xuất phát từ đó. Lúc bây giờ trên thế giới chỉ có khoảng 1.6 tỷ người thôi, mà quý vị biết bao nhiêu người bị ảnh hưởng lây cái bệnh đó không? Hơn 500 triệu người bị nhiễm cái cơn bệnh đó, và ít nhất từ 50 triệu cho tới 70 triệu người mất mạng vì cái cơn bệnh đó. Chúng ta thấy kinh khủng. Đó là một cái cơn dịch mà lớn nhất trong thế kỷ thứ 20. Rồi kế đến có một cơn dịch khác nữa xảy đến rất là gần đây đó, là năm 2009. Nó cũng gọi là một cái cơn dịch, cũng một cái loại vi khuẩn đó, cũng xảy đến trong năm 2009. Nhớ nó gần đây nè. Lúc đó dân số trên thế giới là 6 tỷ 8 người rồi. Khoảng từ 700 triệu cho tới 1 tỷ 4 người trên thế giới bị nhiễm cái cơn dịch đó. Nhưng mà lúc này thì cái số người chết không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng khoảng từ 150.000 người cho đến hơn nửa triệu người chết trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có một nơi. Đó rồi, cái dịch mà người chúng ta nghe nói SARS đó, tức là năm 2003, thì con vi khuẩn nó cũng gần giống như con vi khuẩn này, nhưng mà nó khác hơn là cái biến chứng của nó lộ ra liền, chứ không giống như cái con vi khuẩn này. Thì cái số người chết khoảng dưới 700 người thôi, cái số người bị nhiễm là khoảng 8.000 người, 9.000 người trên toàn thế giới. Nhưng mà cái vi khuẩn này đó, nó nguy hiểm hơn trên thế giới ngày hôm nay là vì nó được phép ở trong thân thể con người 14 ngày mà nó không có lộ diện ra một cái triệu chứng chi hết. Cho nên nó có thể lây lan mà không biết. Đó là cái nguy hiểm của cái con vi khuẩn này. Đó. Và cái con số mà ngày hôm nay chính thức người ta nói là 50.000 người bị nhiễm rồi. Nhưng mà người ta nói con số đó có thể phải nhân gấp 10 lần hoặc 100 lần hơn. Ngay cả cái số người chết cũng như vậy. Trên 700 người, nhưng mà ít nhất có thể, tại vì chúng ta biết trong cái thế giới mà cấm thông tin đó, nó không có, con số nó không có xác thực. Thực sự hầu hết những người chết là ở trong đại lục hết, chỉ có một vài người chết ở bên ngoài Trung Hoa thôi.
Thế nên đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Mà anh em chị em, cái sự sợ hãi đến với con người, đó là bình thường. Và lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy rồi, rất là kinh khủng. Đến ngày cuối cùng, có thể đây là một cái cơn dịch mà chúng ta không biết nó sẽ lớn đến đâu. Tại cái cơn dịch mà nó gọi là Spanish Flu á, nó kéo dài 2 năm rưỡi. Kéo dài 2 năm rưỡi, người ta mới chấm dứt nó được. Còn cái cơn dịch mà gọi là SARS mà nó cũng kéo dài cũng hơn 1 năm. Đó. Cho nên chúng ta không biết nó sẽ đi đến đâu. Cho nên phần chúng ta là người tin Chúa, chúng ta có lời hứa ở trong Thi Thiên đoạn 91. Tôi muốn anh em chị em lấy cái đoạn đó ra, chúng ta suy gẫm cái đoạn đó ngày hôm nay để chúng ta thấy được. Cái phần thứ nhất của cái đoạn Kinh Thánh này, ở đây nói đến cái điều câu thứ nhất nói là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Nơi kín của Chúa là chỗ nào? Có người hỏi nơi kín của Chúa ở đâu? Nơi kín của Chúa ở đâu? Người nào ở nơi kín đáo? Ở đây cái phần thứ nhất của cái bài Thi Thiên này nói đến lời hứa của những người ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Người đó sẽ được thế này, chút xíu chúng ta sẽ suy gẫm, họ sẽ được cái gì? Mà nơi kín đáo là nơi nào? Đó là điều rất là quan trọng cho tôi và quý vị, chúng ta cần phải biết nơi kín đáo là nơi nào. Đó, rất là quan trọng cho chúng ta. Ở trong Nhã Ca, tôi muốn đọc cho anh em chị em biết một cái câu ở trong Nhã Ca nói như thế này. Nhã Ca nói về sự giao thông tình yêu giữa con người và Chúa, mà khi hai người yêu nhau thì diễn tả như thế này. Chúa nói với nói diễn tả đến cái tình yêu giữa Chúa và con người trong Nhã Ca nói thế nào. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người, vì ái tình chàng ngon hơn rượu, dầu chàng, đầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra, bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Rồi nói rằng, hãy kéo tôi, chứ không nói là kéo chúng tôi. Hãy kéo tôi, tức là nói đến một cái điều tương giao giữa chúng ta với Chúa, tình yêu giữa con người với Chúa là tình yêu cá nhân, không có tập thể. Rồi mỗi một người yêu Chúa riêng cho chính mình, nó sẽ thành một tập thể của những người đã yêu Chúa riêng cho chính mình, chứ không phải là yêu tập thể. Không, người làm gì? Kinh Thánh nói trong Nhã Ca nói, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng, vua đã dẫn tôi vào phòng ngài. Phòng ngài đó là nơi bí mật, phòng mà của vua để ở là phòng riêng, không ai được vào. Và nếu chúng ta được vua yêu thì ngài sẽ kéo chúng ta vào phòng riêng của ngài. Đó là nơi bí mật. Nói đến hình ảnh gì? Nói đến hình ảnh của chúng ta là con người có sự gần gũi, có sự tương giao với Chúa một cách mật thiết, đến nỗi chúng ta được vào phòng riêng với Chúa. Chúa với chúng ta với Chúa. Đó là hình ảnh anh em cho em biết. Adam với Eva trước khi phạm tội không? Chúa đến với họ. Họ được ở nơi riêng với Chúa. Chúng ta thấy cái chữ phước mà chúng ta thấy rồi. Thần linh, Đức Chúa Trời. Một người ở trong cái vườn riêng với đấng đó. Đó là đời sống của sự phước hạnh. Lời Chúa nói với chúng ta trong Thi Thiên như thế nào? Lời Chúa nói với chúng ta trong Thi Thiên, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Tức là đời sống một con người đó có sự tương giao, có sự mật thiết, có sự gần gũi. Mà khi chúng ta đi đến nơi riêng với Chúa thì chúng ta làm cái gì? Ngày hôm nay chúng ta đi đến nơi riêng với Chúa, chúng ta làm gì anh em chị em? Chúng ta tương giao, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thở than, chúng ta trình bày những nỗi lòng của chúng ta, những nhu cầu của chúng ta. Trong này nói là King Chamber, tức là phòng riêng của vua, nơi kín đáo. Anh em chị em, đó là cái hình ảnh lời của Chúa, có lời hứa của Chúa cho chúng ta trong cái đoạn này. Câu này, đoạn này từ câu 1 đến câu 8 bắt đầu bằng lời hứa. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, người nào, tức là bất cứ người nào, bất cứ ai. Đây là cái lời hứa, ai muốn thì đi đến nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Đừng có đi ra nơi cộng đồng, dành thì giờ riêng với Chúa, tương giao với Chúa, gần gũi với Chúa. Anh em chị em ơi, người ta yêu nhau, người ta hay dành thì giờ cho nhau nhiều, đúng không quý vị? Đúng không? Người nào ở nơi đó, ở nơi phòng của vua, ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao,
thì kênh lời Chúa nói như thế nào? Người đó sẽ hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng. Khi nói đến bóng thì nói sao? Đến nói đến sự che chở, sự bao phủ. Bởi vậy tôi nói với anh em chị em, tôi thường nói ma quỷ nó chỉ đánh đập chúng ta được khi chúng ta sống một đời sống đi ra khỏi sự bao phủ của Chúa. Khi chúng ta ra khỏi sự bao phủ của Chúa là khi nào? Khi chúng ta sống một đời sống không vâng lời Chúa, tội lỗi chấp chứa trong mình, không đến trong sự tội lỗi, không phải đi cướp của giết người vân vân. Có những sự cay đắng, sự buồn phiền mà chúng ta không nghe lời Chúa, chúng ta không tha thứ, đó là không vâng lời rồi, chứ không phải đợi đến cướp của giết người dâm dục mới là cái tình trạng. Cái đó nó rõ cho chúng ta thấy. Nên còn những cái kia là những cái nó cũng đồng một cái hình ảnh là chúng ta sẽ tự đẩy mình ra khỏi sự che chở của Chúa. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao? Tại sao ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao thì không thể chấp chứa những điều mà chúng ta mang trong mình? Vì sao? Vì Chúa ở nơi kín đáo của Chúa là sao? Chúng ta đến, chúng ta nói với Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa, rồi đến có cái phần xin tha tội cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chúa sẽ nghe lời. Điều đó là điều phải xảy đến. Anh em chị em, cái việc đó nhiều khi mình coi thường lắm, nhưng mà đó là chìa khóa được ở dưới bóng của Đấng toàn năng hay là không, ở hay không, đó là quan trọng. Anh em chị em, lời Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh người đó, thứ nhất, ở trong nơi kín đáo với Chúa, và kết quả đời sống đó giống như cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã nói, thì sự che phủ của Chúa sẽ ở trên cuộc đời của họ. Nhớ nha, không ai ở dưới bóng dùm cho ai hết. Đi ngoài đường mà không vô bóng, nơi che thì bị nắng, bị mưa. Còn người nào ở dưới cái bóng núp thì người đó được che chở và không mưa, không nắng, không bị mặt trời đốt, không bị mưa cho mình ướt. Nhớ, không ai làm cho ai được. Mỗi người phải có trách nhiệm cho mình. Đó là điều mà lời Chúa ở đây khẳng định cho chúng ta thấy được cái điều đó. Rồi, kế đến lời đó. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và đồn lũy tôi. Ở trong này chúng ta thấy có những chữ là đồn lũy và nơi nương náu. Nó có nghĩa là được che phủ, được ở trong nơi ẩn náu, ở trong nơi kín giấu và ở trong cái nơi trốn tránh. Và cũng có cái nghĩa là nơi mà chúng ta sẽ lánh nạn ở đó, mà nơi đồn trú, nơi có hy vọng, mà nơi có sự trông cậy, tin cậy. Vì nơi đó có cái lời hứa, vì Chúa hứa chúng ta như thế nào? Ngài là đấng che phủ chúng ta, tin cậy vào cái lời hứa đó. Vì Ngài là nơi mà chúng ta chạy đến trốn lánh nạn trong những sự gì ở thế gian này. Sự khó khăn, sự hoàn nạn, sự bắt bớ, chạy đến với Chúa. Và nếu chúng ta ở trong Chúa rồi, thì Ngài sẽ làm công việc của Ngài cho chúng ta. Chúa là đấng thành tín. Tôi có thể thất hứa với quý vị, vì có những điều tôi hứa mà tôi không có khả năng để tôi hoàn tất được. Chứ không phải nhiều khi tôi xấu đến nỗi là tôi hứa liệu. Nhưng mà có những lời hứa tôi muốn làm thành, nhưng mà tôi không làm thành được vì nó vượt quá khả năng của tôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng không có gì vượt quá khả năng của Ngài hết. Amen. Ngài hứa, Ngài làm thành. Chúng ta thấy cái bài hát cuối cùng không? Chúa là đấng thành tín. Chúa thành tín. Chúng ta không thành tín được hết vì khả năng của mình có giới hạn. Mình muốn có những điều mình không làm được. Nhưng Chúa chúng ta là đấng hứa và làm thành. Và lời hứa của Ngài như ông Thánh Phaolô nói rồi là Amen. Lời hứa của Ngài là phải, không có gì thay đổi. Chúa không thay đổi. Rồi chúng ta thêm thấy tiếp nữa. Chúa là nơi nương náu, Chúa là nơi đồn lũy. Cái nơi nương náu là cái nơi ẩn tránh, đồn lũy. Chúng ta thấy không? Cái đồn á, khi mà nói đến cái đồn á, là cái nơi mà chúng ta chạy vào đó để mình chiến đấu với kẻ thù, chiến đấu với nghịch cảnh, chiến đấu với sự khó khăn, chiến đấu với bệnh tật và chiến đấu với tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy xung quanh của mình là tuyệt vọng. Vì nơi đó chúng ta có hy vọng, được che chở, được bảo vệ, và nơi đó chúng ta đặt sự trông cậy nơi đấng có lời hứa cho chúng ta. Đó là lời Chúa là nơi nương náu và là đồn lũy của tôi. Đó, có những đồn xấu
có những đồn tốt, nhưng mà Chúa là nơi đồn lũy có hy vọng. Tại sao tôi nói đồn xấu? Chẳng hạn như chúng ta là người, thí dụ đi, tôi là người ngày hôm nay có cái đồn lũy là ăn cắp ăn trộm. Lần đầu tiên mà tôi làm việc đó, chiến đấu dữ lắm mới làm được. Lần thứ nhì bắt đầu nó lờn lờn chút rồi, mà đến lần thứ ba là ăn cắp ăn trộm thoải mái, vì lúc đó cái đồn lũy của sự tối tăm nó đã được xây dựng trong tâm hồn của chúng ta rồi. Tôi nói điều đó là nói theo kinh nghiệm đã từng cầu nguyện để giải phóng những người ra khỏi sự điên cuồng trong tâm trí của họ và phải đi vào bệnh viện, vì có những cái đồn lũy trong cuộc đời của họ cần được phá vỡ. Cho nên đồn lũy tốt lành của Chúa là đồn lũy nơi đó chúng ta có sự ẩn náu, nơi đó chúng ta có hy vọng, nơi đó chúng ta có sự che chở, và nơi đó chúng ta có sự tin cậy nơi đấng yêu thương mình là đấng che chở chúng ta trong mọi hoàn cảnh khi chúng ta đối diện. Rồi để ý anh em chị em, chúng ta thấy tiếp nữa. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Đó, đây cũng là một lời hứa của những kẻ ở nơi kín đáo của đấng chí cao và ở dưới sự che chở của đấng toàn năng. Chúng ta có nơi cho mình có hy vọng, chúng ta có nơi che chở của mình. Nhưng mà rồi vậy, những gì ở bên ngoài muốn tấn công vào chúng ta cũng không được. Che khỏi bẫy chim, nói đến cái sự bắn phá từ bên ngoài vào. Rồi dịch lệ, tức là quyền lực của sự hủy diệt, nó không thể đến với chúng ta được. Không những chỉ có nơi che chở trốn tránh thôi, có hy vọng thôi, nhưng mà nó không thể nào đến được. Đó là lời hứa mà lời của Chúa nói ở đây. Và dưới cánh Ngài sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên, tức là lời của Chúa đó, là cái khiên và cái can của ngươi. Nếu chúng ta có lời Chúa trong cuộc đời của mình, thì khi khó khăn đến, khi hoạn nạn đến, nó là cái khiên và là cái can che chở chúng ta. Anh em chị em thấy không? Nếu chúng ta có lời Chúa nói như thế nào? Chúng ta ở cùng ngươi cho đến tận thế. Chúng ta có cái câu đó, làm cho mình vững lòng. Chúng ta chiến trận này không phải chỉ có một mình, vì Chúa ở với chúng ta và Ngài là đấng chiến trận với chúng ta. Amen. Đó là cái khiên và cái can, vì đó là sự chân thật của Chúa, là cái khiên, cái can che chở cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa là đấng làm những điều đó cho chúng ta. Ngài, ngươi sẽ chẳng sợ. Anh em, chị em ơi, điều đó đúng không? Nếu chúng ta có lời hứa và có lời, có người hứa với chúng ta, người đó có uy quyền tối cao, nói rằng đừng có sợ, ta đứng đằng sau lưng ngươi, ta bao phủ ngươi, ta che chở ngươi, thì còn điều gì để mà chúng ta sợ nữa anh em? Còn điều gì để mà chúng ta sợ nữa? Vì chúng ta có người lớn nhất, ngay đến cái nước Mỹ bình thường như thế này này, nếu có người lớn nhất, có uy quyền lớn nhất, có lời hứa cho anh em chị em rằng ta sẽ che chở ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, thì anh em chị em nghĩ gì? Mình không sợ chi hết. Ai đến hăm dọa chúng ta cũng không sợ. Chứ không phải là chúng ta ý lại cái đó rồi chúng ta đi làm bậy. Không có. Không có được. Chúa hứa không phải là để cho chúng ta đi làm bậy vì nói tôi không sợ chi hết vì Chúa. Không. Chúa hứa để chúng ta có nơi nương cậy trong thời hoạn nạn, trong lúc khó khăn, trong lúc kẻ thù sẽ tấn công đến thân thể chúng ta, tâm trí của chúng ta và tất cả những gì chúng ta có, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta. Đó là tất cả những điều gì mà chúng ta sẽ đối diện trong cuộc đời này. Chúa có lời hứa. Dù chúng ta không ước muốn những điều hoạn nạn, nó có thể đến bất thình lình. Nhưng mà lời hứa của Chúa là như vậy. Nếu chúng ta ở nơi kín đáo của Chúa. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lấy ra trong tối tăm, hoặc là sự tàn phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Đó là lời hứa mà Chúa cho chúng ta, anh em chị em, cho những người tìm đến Chúa là nơi ẩn náu cho cuộc đời của họ. Chúng ta thấy không? Hoạn nạn đến, tại sao không sợ? Tại vì chúng ta biết, anh em chị em nè, không những Chúa bảo vệ chúng ta, nhưng mà không sợ nữa là vì nếu hoạn nạn này có thể đem mình khỏi cái thế giới này, thì chúng ta ngày hôm nay là những con người
đã sẵn sàng rồi. Amen. Người có ai muốn điều đó không? Không. Chúng ta muốn được sống để ngợi khen Chúa, nhưng mà phải sẵn sàng. Nếu đây là thời điểm, amen, hallelujah, cho đến khi có cái bài hát là dầu tôi phải chấm dứt, tôi cũng phải hallelujah trước khi tôi ra đi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta biết con đường mình đi. Mọi người sẽ đi đến cái đích đó. Kẻ đi trước, người đi sau, kẻ đi chậm, người đi mau. Nhưng mà con đường đó là cuối cùng của nó. Nếu chúng ta ở trong Chúa, nó là phước hạnh. Chẳng có gì phải sợ hãi. Còn nếu chúng ta không biết cái mục đích của chúng ta đi, nó là đi đến đâu, thì sự sợ hãi nó sẽ bao trùm chúng ta. Và khi sự sợ hãi nó bao trùm rồi, thì chúng ta không còn chút đức tin nào để mà chúng ta chiến trận trong sự cầu nguyện với bất cứ những điều gì đến trong cuộc đời của chúng ta nữa. Anh em chị em, đó là điều chúng ta cần thiết. Từ câu 1 đến câu 8 đó là lời hứa. Được những điều như vậy đó. Được những điều như vậy. Rồi kể từ cái câu 9 chúng ta để ý nè. Câu 9 là kết quả của những người đã tìm đến Chúa, đến nơi kín đáo của Đấng Chí Cao. Bởi vì ngươi đã nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngươi làm nương náu. Tức là những người này thực hành cái lời hứa đó, nghe cái lời hứa đó, nghe cái lời hứa mà Chúa nói, ngươi ở trong nơi kín đáo thì sẽ được thế này thế này. Những người này là những người đã bước đi và đi vào cái nơi đó. Tức là những người này đã chạy theo vua, đi vào nơi phòng kín của vua, đã vào rồi. Thì đây là lời thuật lại cho chúng ta thấy kinh nghiệm của họ là như thế nào. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, ngươi sẽ chẳng có tai họa gì đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào đến gần trại ngươi. Tức là quyền bính của sự hủy diệt không thể nào đến gần nơi chúng ta ở được. Cho nên phần anh em chị em chúng ta nhớ khi đến trong nơi bí mật với Chúa, nhớ nói điều này: nhân danh Đức Chúa Giê-xu, cậu uy quyền Chúa ban cho mình, ra lệnh cho mọi thế lực của sự tối tăm, quyền bính của sự hủy diệt, của bệnh tật và tất cả những điều gì mà đem sự sợ hãi đến cho con người. Tôi không nói đến bệnh tật bình thường, nhỏ nhỏ, nhưng mà cái dịch lệ này thì chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-xu xua đùa nó ra khỏi chính đời sống của mình, ra khỏi chính gia đình của mình, ra khỏi những người thân yêu của chúng ta. Đó là phần của chúng ta phải làm. Vì Chúa ban cho chúng ta cái uy quyền đó. Chúa nói ta ban cho ngươi quyền dày đạp rắn và hổ mang, cũng mọi quyền bính nghịch ngươi ở dưới chân. Chúa cho mình cái quyền đó mà mình không dùng. Chúa cho mình cái quyền đó mà mình không dùng. Mà mỗi khi có khó khăn nói Chúa ơi, Chúa làm cái này không? Chúa cho mình rồi mình làm đi. Chứ đừng khó khăn rồi ngồi lại là sai Chúa làm. Không. Chúng ta cầu nguyện không cẩn thận đó là chúng ta sai Chúa làm. Không. Chúa bảo ta ban cho ngươi quyền. Chúa nói ta cho ngươi quyền đó, giày đạp nó. Thì ngươi phải giày đạp đi chứ. Chứ sao kêu Chúa giày đạp dùm nữa. Anh em chị em, chúng ta hay có cái thói quen cầu nguyện sai Chúa làm dùm cho mình. Trong khi Chúa bảo ta ban cho ngươi quyền để ngươi làm. Chúng ta phải kể để ý cái lời cầu nguyện của mình nhé. Cầu nguyện cho nó đúng, để mọi sự được hanh thông mau chóng. Còn không thì nó chậm chạp, rồi bắt đầu rên rỉ. Rồi Chúa thấy tội nghiệp, sự thương xót của Chúa, Chúa cũng đến tiếp cứu vậy đó. Nhưng mà nó phải trả giá lâu chút xíu. Chúa không muốn. Chúa mau mau đến tiếp cứu mình. Nói là vì ngươi đã làm, vì ngươi đã làm cái điều mà ta hứa đó, ta kêu gọi đó, cho nên Chúa nói Chúa làm điều này cho ta. Vì Ngài ban lệnh cho thiên sứ, không những vậy, không những Chúa nói là nó không tấn công ngươi được, nó không đến trại ngươi được, nhưng mà rồi Chúa nói, không những vậy ta còn sai thiên sứ đứng xung quanh bảo vệ và che chở cho ngươi. Đó, câu tiếp theo đó chúng ta thấy. Vì Ngài ra lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá mình chăng, ngươi sẽ bước đi trên rắn hổ mang và sư tử và rắn hổ mang, còn con sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp nó. Ở đây nói đến các quyền bính của kẻ nghịch, thấy không? Không những Chúa sai các thiên sứ làm công việc cho những kẻ mà Ngài lựa chọn, mà rồi Chúa còn ban cho chúng ta uy quyền
để dày đạp chúng nó, để cai trị và để chinh phục bằng tin vào lời Chúa, công bố vào lời Chúa và sống trong cái nếp sống là ở trong nơi kín đáo. Ở trong nơi kín đáo thì phải làm theo lời của Chúa rồi thì mới ở đó lâu được. Còn không á, không ở đó lâu được. Đó là lời mà Chúa hứa với chúng ta. Rồi được những người này thi hành thì Chúa nói đây là điều Chúa làm cho họ, vì họ đã đặt sự trông cậy nơi Chúa. Họ đã tìm đến Chúa là nơi ẩn náu cho cuộc đời của họ, và họ đã ở nơi kín đáo của Chúa. Nhớ nha, câu số 9 nói là bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va là nơi nương náu mình, Đấng Chí Cao là nơi ở mình. Thấy không? Chúa là nơi nánh lạn của chúng ta, Chúa là nơi ở của chúng ta, Chúa là nơi đồn lũy của chúng ta, và Chúa là hy vọng của chúng ta, Chúa là nơi mà chúng ta đặt sự tin cậy. Rồi cái phần chót của cái đoạn này chúng ta thấy như thế nào? Từ câu 14, bây giờ đi lên mức cao hơn. Thứ nhất là lời hứa. Thứ nhì, thực hành theo cái sự kêu gọi của lời hứa đó. Rồi đến cái phần thứ ba của cái đoạn Kinh Thánh này, đi xa hơn nữa là không phải chỉ chạy trốn đến đó để nhờ nơi nương cậy và tìm cái ơn phước, nhưng mà Chúa nói vì ngươi đã yêu mến ta, chiếu mến ta. Đi đến một cái bức cao hơn, không những ở với Chúa, bước đi với Chúa, tìm đến nơi ẩn náu của Chúa, nhưng mà còn yêu mến Chúa nữa. Đi đến cái mức cao hơn của bước đi với Chúa trong cuộc đời mình. Thì chúng ta thấy ở đây này, Chúa nói là bởi vì ngươi chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu ngươi. Đó là một lời hứa rất đặc biệt, anh em chị em. Vì chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta đi theo Ngài, chúng ta chạy theo Ngài, chúng ta sẽ ở trong sự yêu thương của Ngài. Và Chúa nói là sao? Ta sẽ giải cứu ngươi, tức là sự cứu rỗi sẽ đến với ngươi. Sự cứu rỗi sẽ đến với ngươi. Sự cứu rỗi của Chúa không phải là chị mai mốt đi lên gặp Chúa không. Sự cứu rỗi sẽ đến trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đối diện trong cuộc đời này. Anh em chị em, sự cứu rỗi không phải là chỉ có một phương diện là tâm linh. Không, Chúa tạo chúng ta là một con người có linh hồn và xác thể. Chúng ta sẽ có những lúc cần sự cứu rỗi trong cuộc sống hàng ngày, vì cái điều mà chúng ta đối diện thật là bế tắc, thật là tuyệt vọng, không còn cái chi nữa. Bệnh hoạn này quá lớn lao, bác sĩ nói không còn hy vọng chi nữa. Công việc này rất là khó khăn, không biết bao giờ chúng ta mới có được một công việc mới, thí dụ vậy. Hoặc là có những cái xảy đến trong gia đình, con cái của mình như thế này, thấy tuyệt vọng quá. Anh em chị em ơi, sự cứu rỗi của Chúa luôn luôn dành để cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta chưa có thể thấy được, nhưng mà nếu chúng ta bền đổ thì ngày mai chúng ta có thể thấy được. Thì chúng ta bước đi trong đức tin, đặt nơi Chúa một cách trọn vẹn. Ta cảm ơn Chúa, đây là lời hứa mà Chúa nói. Bởi vì ngươi yêu mến ta nên ta giải cứu ngươi. Rồi không những vậy, thứ nhất giải cứu, ngươi kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời. Anh em chị em, có những giây phút khó khăn đến trong cuộc đời của mình, có những giây phút sự hoàn hảo đến, có những giây phút tuyệt vọng ở xung quanh chúng ta, trong hoàn cảnh gia đình, con cái, vợ chồng, bất cứ những điều gì mà chúng ta đối diện, hoặc là bệnh tật ở trong thân thể của chúng ta nữa, có những lúc tuyệt vọng. Anh em chị em ơi, Chúa nói, Chúa trả lời mình, Chúa trả lời chúng ta. Tôi có thể không thành tín với quý vị và con người, nhưng Chúa của chúng ta là Đấng luôn luôn thành tín. Chúng ta phải nhớ điều đó, đừng quên điều đó, đừng để cho kẻ thù nói vô trong tâm trí của mình là không biết bây giờ Chúa còn thương mình nữa hay không. Anh em chị em ơi, tình yêu của Chúa thật là tuyệt vời cho chúng ta. Chúng ta bỏ Ngài, chứ Ngài không có bao giờ bỏ chúng ta đâu. Chúng ta nhớ điều đó. Ta nhớ đứa con không? Nó bỏ, nó lấy nửa gia tài nó ra đi, nhưng mà người cha có bỏ nó không? Không. Chúng ta thấy tình yêu của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa không kể đến những gì mà chúng ta đã làm tổn hại cho Ngài, nhưng mà khi chúng ta nhận biết sự sai lạc của mình, Chúa sẵn sàng đón chúng ta. Thậm chí đến nỗi Chúa không còn muốn nghe cái lời mà đứa con nó ăn năn xin lỗi nữa, tại vì Ngài đã tha rồi. Từ lúc mà nó nghĩ đến, từ lúc mà bước chân nó quay trở về là sự tha thứ đã có cho nó rồi. Chúng ta thấy Chúa không muốn nghe, nó về nó lặp lại y như cái lời mà nó nghĩ trong lòng. Nhưng mà người cha có nói gì không? Không. Người cha cũng không nghe. Người cha nói, nó cứ nói gì nó nói mặc kệ. Người cha nói, ê cái thằng đầy tớ kia, đi lấy con bò ra, làm cái này giết để ăn mừng.
Chứ người cha không nói, thôi không sao đâu con. Người cha cũng không cần để ý đến cái điều đó nữa. Vì sự tha thứ, Chúa đã bắt đầu cho nó từ lúc mà nó đứng lên, nó có ý trở về rồi. Chúng ta thấy Chúa của chúng ta vô cùng lạ lùng, tuyệt vời và đẹp đẽ. Không giống như tôi và quý vị đâu, quý vị ơi. Thì lúc tôi nghĩ đến cái sự đối xử của mình với người này, người kia, con cái của mình, hoặc là mình thấy mình mắc cỡ vì chúng ta thiếu sót, chúng ta yếu đuối. Nhưng mà đó không phải là cái lý do cho phép mình cứ tiếp tục ở trong cái sự yếu đuối đó. Amen. Không có. Ta sẽ đặt, không những vậy nha, ta sẽ đặt ngươi lên cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Không những Chúa giải cứu mình, nhưng mà Chúa còn đưa mình lên một cái địa vị cao trọng nữa, là thành công, là được hơn, được hơn tất cả những điều gì mà chúng ta đã mất vì kẻ thù cướp phá của chúng ta. Không những Chúa cứu mình ra khỏi cái sự cướp phá của nó, mà rồi Ngài còn đưa lên chúng ta lên địa vị cao hơn. Bởi vậy Chúa nói là, chúng ta thấy không, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch. Đến chi? Để cho nó điên lên, để cho nó khùng lên, vì nó thấy Chúa yêu thương mình quá, để cho nó sợ và lần sau nó đừng làm tiếp nữa. Tại vì nó làm tiếp nữa thì mình được lên cao hơn nữa. Thấy không? Anh em xem, Chúa có cái cách để giải quyết vấn đề cho cuộc đời của chúng ta và kẻ thù nghịch của chúng ta. Amen. Hãy xin Chúa giúp mình. Rồi, chúng ta để ý. Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi. Ở đây Chúa có nói với chúng ta là vì ngươi làm điều này không bao giờ có. Tại vì kẻ thù nó luôn luôn rình chung quanh chúng ta, cho nên có những lúc gian truân đến vì sự cướp phá của kẻ thù, chứ không phải là vì mình đi ra khỏi sự che chở của Chúa. Thì Chúa nói trong cái lúc gian truân đó, lúc khó khăn vì kẻ ăn cướp nó đến, nó cướp phá mình đó, thì Chúa nói như thế nào? Chúa nói như thế nào? Ngươi trong gian truân ta sẽ ở cùng ngươi. Chúng ta nhớ trong Thi Thiên đoạn 23 không? Dầu chúng ta đi qua trũng bóng chết, Chúa ở cùng chúng ta. Và lời hứa trong thời Tân Ước là Chúa Giêsu nói làm sao? Ta ở cùng ngươi cho đến khi cuối cùng của cái cuộc thế ở trần gian này, hoặc là cuối cùng cuộc đời mình, hoặc là cuối cùng cái thế giới này chấm dứt. Chúa nói Chúa ở với chúng ta. Giải cứu ngươi, nó không những ở cùng, rồi làm gì? Giải cứu ngươi và tôn vinh ngươi. Đây là cái điều mà ở trong Thi Thiên 23 đã nói rồi. Chúa dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù. Chúa dắt chúng ta đi qua trũng bóng chết. Ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Không những vậy, trong cuộc đời này, Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm. Có thể trong cuộc sống thể chất này này, được sống lâu, hoặc là nói đến sự cứu rỗi đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Cái câu cuối cùng đó, chúng ta có thể hiểu bao gồm cả sự sống lâu trong cuộc đời này và sự sống đời đời mà Chúa dành để cho chúng ta. Anh em chị em, đó là lời hứa của Chúa đặc biệt. Chúng ta xem, tôi muốn anh em chị em suy gẫm đến một cái thí dụ mà Chúa đã làm cho dân sự của Chúa khi mà Ngài đem dân Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta thấy nè, nhất là cái điều này nó can hệ đến cái dịch lệ hay là tất cả những điều gì nó xảy đến cho kẻ bắt bớ dân Do Thái. Thì chúng ta xem, cái này nó dài lắm, nhưng mà tôi muốn anh em chị em về nhà đọc từ Xuất Ai Cập Ký từ đoạn 7 đến đoạn 12, tức là 5 đoạn. Cái câu thứ nhất ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 22, câu 23, thì đây là một cái dịch lệ con ruồi. Khi mà con ruồi nó đến, cả xứ Ai Cập ruồi đầy dậy hết. Mà trong Kinh Thánh nói, nơi mà dân Do Thái ở không có. Anh em chị em, dịch lệ không đến gần ngươi. Đó, nếu ai muốn xem thì Xuất Ai Cập Ký đoạn 8 câu 22, câu 23 nói về cái dịch lệ ruồi mỏng. Rồi đến một cái câu nữa là, một cái câu nữa là về bệnh dịch đến dân cho xứ Ai Cập. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 4, đoạn 9 câu 4 cũng nói như vậy. Xảy đến cho dân Ai Cập mà không hề đụng chạm đến dân Do Thái. Rồi cái tai nạn mưa đá đến. Mưa đá nó xuống, tất cả đồng ruộng, bò, súc vật của người Ai Cập ở ngoài đồng bị chết, đồng ruộng hư hết. Mà nơi người Do Thái ở, trong đoạn 9 câu 26 nói là không có một sự tổn hại chi hết. Đây là điều mà Chúa đã làm cho dân sự của Chúa. Không phải chỉ có lời hứa suông ở trong Thi Thiên 91, Chúa đã làm. Cho nên thêm lòng tin cậy cho chúng ta
ở đến nơi kín đáo của Chúa và sẽ có sự che chở. Mưa đá mà tất cả sư Ai Cập mưa đá xuống hủy hoại hết đồng lúa và súc vật ở cái vùng Gô-san và mà người Do Thái ở thì không hề có mưa đá xuống. Không phải chỉ có một lần, ruồi mòng, con ruồi thì nó muốn đâu bay đâu thì nó bay chứ à, đâu đâu có ai cấm được, phóng quý vị, biên giới giữa giống như thành phố San Jose với Sunnyvale, mà nó từ San Jose nó muốn bay qua Sunnyvale đâu có ai cấm nó được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đặt thiên sứ của Ngài ở xung quanh bảo vệ và nó bay đến đâu thì vắt nó ra đến đó, nó không có chui vào được. Cho nên Đức Chúa Trời làm những việc rất là tuyệt vời. Chúa có quyền làm điều đó. Không phải chỉ có ngày xưa, ngày hôm nay cũng như vậy. Tôi nhớ bà mẹ tôi khi còn sống, ở nhà có cái khu đất xung quanh đã trồng bên Việt Nam gọi là rau diếp, tức là giống như một loại xà lách mà lá thẳng. Thường thường chim sẻ nó thích ăn lắm. Bà cầu nguyện thôi, xua đuổi nó hết, không hề đến ăn nữa. Lúc trước không có cầu nguyện cũng trồng lên nó ăn. Nhưng mà khi cầu nguyện đuổi, anh em chị em, Chúa sai thiên sứ Ngài đứng bảo vệ và xua đuổi nó, xua đuổi nó. Cho nên chúng ta phải dùng, phải sử dụng những gì Chúa hứa cho chúng ta trong cái niềm tin của chúng ta, trong sự bước đi với Chúa. Để trong những ngày còn ở trên đất này, mình kinh nghiệm được cái lời hứa của Chúa một cách trọn vẹn. Rồi không những vậy, xong mưa đá đến Xuất Ê-díp-tô tô ký đoạn 10 câu 23 thì một cái cơn hoạn nạn nữa là sự tối tăm. Tối tăm đến toàn trong xứ Ai Cập mà nơi người Do Thái ở thì sự sáng vẫn có. Chúa làm một cách rất đặc biệt. Anh em chị em không? Chúa nói là không đến gần trại ngươi. Đúng là không đến gần trại ngươi. Rồi cái tai nạn cuối cùng, tai nạn cuối cùng là tai nạn những đứa con đầu lòng của người Ai Cập chết. Và đó là cái lễ vượt qua được thiết lập, là hình ảnh của sự cứu chuộc mà ngày hôm nay chúng ta có khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Thì tôi muốn đọc cho anh em chị em một cái câu đó thôi. Còn những người nào muốn ghi chép về nhà thì nãy giờ những cái câu kinh thánh mà tôi nói đó, ghi chép xuống. Xuất Ê-díp-tô tô ký, cái tai nạn đầu tiên là ruồi mòng, đoạn 8 câu 22 câu 3, rồi dịch lệ, tức là đoạn 9 câu 4, rồi mưa đá, đoạn 9 câu 26, và tối tăm là đoạn 10 câu 23, rồi cái con đầu lòng bị hủy diệt ở trong đoạn 11 câu số 7. Tôi muốn đọc cho anh em chị em nghe cái câu số 7 đó. Nhưng trong cả dân Israel, muốn rõ hơn á, thì trong câu số 6, trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến nỗi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Nhưng trong cả dân Israel, dầu đến nỗi một con chó cũng sẽ chẳng sủa, hoặc người hoặc vật, hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel, ngươi cùng người Ê-díp-tô là dường nào. Ở đây cho chúng ta thấy hình ảnh gì anh em chị em? Nếu chúng ta là những người tìm đến Chúa, ở nơi kín đáo với Chúa, riêng tư với Chúa trong cuộc đời của mình, sự che chở của Chúa sẽ đến. Và hình ảnh mà Chúa đã làm cho dân Israel là hình ảnh Chúa sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta, anh em chị em nghe rõ nè, chúng ta có lời hứa lớn hơn lời hứa của người Do Thái. Vì người Do Thái lời hứa phải làm theo luật lệ, còn lời hứa của chúng ta là lời hứa trong sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không xứng đáng chi hết, chúng ta không làm chi được hết, mà Ngài vì ân điển và thương xót của Ngài, Ngài ban cho chúng ta. Anh em chị em ơi, anh em chị em, Chúa chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta phải nắm lấy cái lời hứa này. Anh em chị em, đây là lúc sự kinh khủng ở xung quanh chúng ta. Chúng ta là người tin Chúa, mình phải khác. Chúng ta phải là người khích lệ, chúng ta phải là người an ủi, chúng ta là người phải chiến đấu. Rồi cơ hội để chúng ta chia sẻ với những người khác về tình yêu của Chúa. Nói đến lời hứa của Chúa nè, đây là lời hứa của Chúa nè, hãy đặt niềm tin nơi Chúa đi. Chúa có sự bảo vệ cho quý vị. Chúng ta phải tin, anh em chị em. Nếu ngày hôm nay sự cứu rỗi chúng ta chỉ đón nhận bằng đức tin, thì lời hứa của Chúa chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận bằng đức tin mà thôi. Chứ không có phải học thuộc lòng và nói mà không tin không được.
Có khi chúng ta nói mà chúng ta không tin vì chúng ta làm giống như cái máy cũng có. Nhưng mà ông Thánh Phaolô nói như thế nào? Tôi tin, tôi nói. Tức là tôi tin, tôi công bố. Tôi tin, tôi công bố ra trước mặt mọi người. Chúa ở cùng tôi. Chúa bảo vệ tôi. Nhưng mà phần chúng ta hãy nhớ ở nơi kín đáo của Chúa. Mà nếu chúng ta ở nơi kín đáo rồi thì chúng ta không thể nào sống trong nếp sống yếu đuối tội lỗi và làm theo ý riêng của mình được. Amen. Chúng ta cùng đứng lên anh em chị em. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lời này ứng nghiệm cho mọi người, ứng nghiệm cho tất cả mọi người tìm đến, đón nhận lời hứa của Chúa, đến với Ngài, tương giao với Ngài, sống gần gũi Ngài và bước đi với Chúa. Chúng con cảm ơn Cha, lạy Chúa yêu dấu ở cùng và làm những công việc lạ lùng, vì Ngài là đấng lạ lùng, Ngài là đấng mưu luận, Ngài là đấng lạ lùng. Chúa ơi, Ngài làm những việc lạ lùng trên trời và dưới đất, và Ngài làm những việc lạ lùng cho dân sự của Ngài khi xưa. Và chúng con cảm ơn Chúa, chúng con là dân sự của Chúa ngày nay, có lời hứa lớn hơn dân sự của Chúa ngày xưa nữa, là đấng mà Ngài đã làm những việc diệu kỳ cho họ. Chúng con tin Chúa cũng làm điều đó cho dân sự của Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là dân sự của Ngài đang ở những nơi khốn khổ, đối diện với cái dịch lệ này một cách trực tiếp và lan tràn. Lạy Chúa, xin sự thương xót Ngài, xin sự bao phủ của Ngài, xin lời của Chúa là sự giải phóng và gây dựng niềm tin cho con cái của Chúa tại những nơi đó, để rồi khi dân ngoại nhìn thấy và nhận biết rằng có Chúa ở giữa họ và có Chúa ở giữa chúng con nữa. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con mời đón Ngài đến, hả hơi trên của lễ này, chúc phước trên của lễ này, để khi chúng con đón nhận, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng chúng con ca ngợi, thờ phượng và chúc tụng. Chúa ở cùng tất cả anh em chị em chúng con và trang bị chúng con ơn của Ngài, tình yêu của Ngài, để mỗi chúng con là nhân chứng tốt cho Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa lời hứa của Ngài dành để cho chúng con. Không những chỉ trong Thi Thiên 91, nhưng mọi điều gì Chúa đã ban cho tổ phụ đức tin chúng con là Abraham cũng là lời hứa mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con đón nhận, chúng con tin và chúng con công bố điều đó cho mỗi đời sống chúng con, mỗi gia đình chúng con và hội thánh của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em.